Xin chào quý vị và bà con, mưa rông diện rộng vẫn là những thông tin đáng chú ý trong hôm nay và ngày mai ở khu vực phía nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận cũng như là cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Bởi do ảnh hưởng của đới gió đông đưa mây ẩm từ biển vào, sáng sớm nay vùng mây đối lưu này đã gây mưa rào và rông cho suốt dọc các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận. Dự báo mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra trong hôm nay và cả ngày mai ở các khu vực này. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và cả gió giật mạnh. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng, vùng trũng thấp, ven sông. Bà con các khu vực này cần chú ý đề phòng. Với các tỉnh miền Bắc, dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức 30 đến 32 độ. Thưa bà con, cá rô đồng là một trong những loại cá được nuôi phổ biến ở các tỉnh thành miền Bắc, mang lại hiệu quả kinh tế. Trong điều kiện thời tiết giao mùa, nhiệt độ trong ao nuôi thấp, thời tiết thay đổi, cùng với mật độ nuôi quá dày, cá rô đồng rất dễ mắc bệnh nấm nhớt. Để phòng bệnh nấm nhớt cho cá rô thì bên cạnh các biện pháp thực hiện ngay từ đầu vụ như là cải tạo ao tốt, chọn giống sạch bệnh, bà con cần cho cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, quản lý thức ăn hợp lý, tăng sức đề kháng cho cá bằng việc bổ sung vitamin C, thuốc bổ và men tiêu hóa. Định kỳ xử lý diệt mầm bệnh trong ao nuôi bằng các thuốc sát trùng hoặc là định kỳ tạt nước vôi với lượng 3 kg trên 100 m² vào những tháng cuối vụ nuôi. Sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý các chất thải, mùn, bã hữu cơ, làm sạch đáy ao nuôi. Kết lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.